Và trong trận chung kết này, cả Ba Vì lẫn Sa Quê đều sẽ rất quyết tâm. Cơ hội sẽ được chia đều cho cả hai bên. Dứt điểm. Quá đáng tiếc ở tình huống dứt điểm vừa rồi của số 14 Ba Vì. Dương Chuột là người tung ra cú dứt điểm rất căng về phía khung Sa Quê, gặp những bất ngờ và gặp những khó khăn. Quá nguy hiểm. Những tình huống chuyền lững thững từ phần sân nhà như vậy sẽ khiến cho khúc không có gì nguy hiểm. Cơ hội phản công dành cho Sa Quê. Quá vội vàng ở trong tình huống dứt điểm vừa rồi của số 10. Nếu cứ chơi như thế này thì rất có thể là bàn thắng sẽ đến đối với cả hai đội. Và cơ bóng, tình huống đánh đầu là quá nhẹ ở vị trí mà anh Tài bật cao đánh đầu. Đây sẽ là cơ hội dành cho Sa Quê. 1-0. Quá đơn giản. Cách chơi như vậy, bóng từ phần sân nhà cầu dài lên vị trí tiền đạo, và chỉ cần như vậy thôi là đủ. 1-0 cho Sa Quê. Một lối chơi thực dụng, một lối chơi biết mình biết ta, và họ đã thứ mà họ cần, đó là bàn thắng. Có cho mình những tình huống và những thời cơ tốt để tung ra những tình huống dứt điểm. Quá đáng tiếc ở pha bóng vừa rồi. Tình huống mà Huy Bưu tung ra một tình huống dứt điểm thẳng, thay vì anh lựa chọn một pha bóng truyền cột hai được cầu thủ mang số 25 và 17 này, đang khiến cho anh em Ba Vì vẫn chưa thể cụ thể hóa những cơ hội của mình. Tình huống đánh đầu chuyền bóng theo bài Cờ Bắc. Đánh đầu! Lại là vị trí phải chăng là của Mạnh Quỳnh. Quan trọng là chúng ta thấy được rằng Sa Quê họ hiệu quả ra sao ở mỗi tình huống lên bóng của mình. Không cần quá rườm rà, nhưng quan trọng là tính hiệu quả. Quá đáng tiếc, ngay khi mà anh em Ba Vì có cơ hội để lên bóng và tiếp cận khung thành của thủ môn bên phía. Một tình huống sai địa chỉ, 2-2, và cơ hội đến với Sa Quê. Hoàn toàn có thể tung ra một tình huống dứt điểm. Đáng tiếc là Cao Bắc đã bị trật chân. Vấn lý hơn cũng sẽ là những toan tính mà Sa Quê muốn trong ít phút thi đấu tới đây. Thoát người rất hay. Đánh đầu! Bóng hướng tới vị trí của Cao Bắc. Nhưng thay vì một tình huống chuyền khó như vậy thì Trần Hải có thể làm tốt hơn rất nhiều ở pha bóng vừa rồi của mình. Đập nhà 1-2 rất hay. Chúng ta cũng thấy được rằng anh em Ba Vì khi mà bị các cầu thủ Sa Quê pressing, họ cũng gặp những vấn đề và những vấn đề. Hơi bị động ở phá bóng vừa rồi. Và bây giờ sẽ là tình huống phản công nhanh dành cho anh em Ba Vì. Hơi khó hiểu ở tình huống bóng vừa rồi. Đại học. Tình huống va chạm giữa Đại học cùng với Nam Tây. Và phạm lỗi đối với Đại học. Thêm một tình huống phản công nữa dành cho anh em Ba Vì. Đây là cơ hội. Lại thêm một tình huống nữa mà Minh Đức đã chơi hay. Pha đấm bóng chủ động. Nhưng đó cũng là một tình huống mà anh em Ba Vì có cơ hội để phản công. Nhưng đáng tiếc là đội bóng. Những lời động viên hô hào và những sự chỉ đạo đến từ Sa Quê. Phản công nhanh dành cho anh em Ba Vì. Dứt điểm! Quá đáng tiếc của pha dứt điểm vừa rồi. Không ai khác, tình huống tung chân vừa rồi đến từ vị trí của cầu thủ áo số 17 anh Tài. Một sự thay đổi mới bất đắc sĩ thì Trần Hải không thể tiếp tục thi đấu. Phản công nhanh. Đây sẽ là cơ hội, lại là Mạnh Quỳnh. Người được chọn mang tên Mạnh Quỳnh.
cú đúp thứ hai trong trận đấu thứ hai. Cầu thủ áo số 14 này anh trời quá cháy. Và họ đang và anh đang trừng phạt những sai lầm đến từ hàng phòng ngự của anh em Ba Vì. Lợi thế dành cho anh em Ba Vì. Lại thêm những tình huống cản phá tốt nữa. 1-2 cho anh em Ba Vì, họ cần phải nhanh hơn nữa. Khoảng cách chỉ còn lại là một bàn mà thôi. Bây giờ thì những cầu thủ đến từ Ba Vì cũng núi tản, họ mới bắt đầu nóng máy. Chắc chắn là Mạnh Quỳnh lên bóng cho anh em Ba Vì. Rất khó để triển khai bóng nhưng vẫn có thể qua người dứt điểm. Nếu như được chấm trong thang điểm 10 thì chắc chắn là Minh Đức sẽ được giành số điểm cao nhất. Ít nhất là tới 7 cú sút mà Minh Đức đã cản phá thành công. Những cơ hội đến từ những tình huống cố định này. Đây là Mạnh Quỳnh. Mất bóng nguy hiểm. Có thể tung ra dứt điểm và... và lắc người rất hay. Và tình huống tung ra cú dứt điểm cũng miễn trễ dành cho Dương Chuột. Hai đầu để cầm vàng lại để vàng rơi. Và thật sự anh em xa quê đang nếm nhận bàn thua nữa. Vẫn còn. Đây sẽ là cơ hội dứt điểm. Và chuyện cổ tích đã được vết lên bởi anh em Ba Vì. Quá tuyệt vời. Cảm xúc đến bùng nổ với bàn thắng vừa rồi được tạo ra. 3-2. Một bàn thắng. Và bóng lên rất mạnh. Và nó đang giúp cho cầu thủ bất ngờ đã đến một sai lầm chết người. Và dấu chấm hết cho Sa Quê. Dương Chuột đã cởi áo và anh cũng nên nhớ rằng anh đã bị nhận một thẻ vàng. Nhưng bây giờ thì cũng không còn gì để... bây giờ... những nỗ lực cuối cùng và gần như nó không giúp cho anh em Sa Quê một chút nào cả. Thay vì đó chúng ta chúc mừng anh em Ba Vì, những người giành chức cúp vô địch của Tứ Hùng VFTV Cup trong buổi chiều ngày hôm nay.